What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em chuột cũng rất là hot hiện tại. Đó là em Attack Shark. Con này là có cái mã đó là X3 đó. Ở đây thì nó không thấy ghi. À đây, X3 đây. Và nó sẽ có 3 mod kết nối, đó là dùng dây, dùng 2.4G và dùng Bluetooth luôn. Bluetooth 5.4 luôn nha, khá là ghê. Đây là phiên bản màu trắng. Đó. Về cái khúc đóng gói thì mình thấy nó cũng cực kỳ đơn giản thôi, không có gì nhiều. Phiên bản mình hôm nay mình đập hộp sẽ là màu trắng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sợi dây. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có con chuột, một sợi dây. Và ở trong này thì chúng ta còn có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Với cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì mình nghĩ các bạn nên giữ lại nha. Tại vì con này nó có rất là nhiều các cái chức năng kết nối, các cái thể loại kết nối cũng như là cái cách chỉnh thì chúng ta nên giữ lại. Và đặc biệt là chúng ta cần phải có phần mềm để mà sử dụng được full cái sức mạnh của con chuột này nữa. Ok, để xem trong hộp còn gì không nhé. Ở trong hộp thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cái bộ. Bộ này người ta gọi là bộ clip, tức là cái bộ dán để chống trơn cho con chuột, để nó bám tay hơn đó. Đó. Cái bộ này thì sẽ được thiết kế vừa vặn với con chuột luôn. Và màu trắng thì nó sẽ đi với cái bộ màu trắng, còn màu đen thì nó sẽ đi với bộ màu đen nhé. Cái bộ này trông vậy chứ mà cực kỳ là tiện lợi luôn. Và mua ở ngoài thì nó cũng khá là, giá nó cũng khá là cao, khoảng tầm từ 50 cho đến 70 nghìn tùy nơi bán. Tiện thể thì mình đập hộp luôn cái con màu đen luôn nha. Wow. Vậy là hai con này đều sử dụng hết dây màu đen hết các bạn ạ. Đây, về cái dây của em này thì sẽ là dây bọc dù, nhưng mà cái chất liệu của nó sẽ là một cái dạng dù mà nó rất là mềm. Nó mềm cực kỳ luôn và nhẹ lắm. Khi mình cầm có cảm giác giống như là một cái dây nhẹ hơn cái dây nhựa nữa. Đầu của nó sẽ là đầu từ tay A sang tay C. Cái dây này chủ yếu thì mình dùng để sạc thôi. Nếu mà cắm dây thì vẫn sử dụng được bình thường. Tuy nhiên thì do con chuột này là chuột không dây cho nên mình nghĩ là nó sẽ sử dụng để sạc là chính. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua con chuột nhé. Về cái kiểu dáng của con chuột thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái kiểu dáng thon gọn và nó có cái kiểu gọi là kiểu đối xứng. Với kiểu đối xứng này thì nó cũng tùy người thôi. Có người thích cái kiểu đối xứng này tại vì nó gọn gàng và rất là dễ tiếp cận. Cả người tay trái hoặc tay phải thì đều cầm khá là thuận. Về cái màu cơ bản của nó thì sẽ có hai màu, đó là màu trắng và màu đen như mình đang cầm trên tay đây. Cái con cuộn chuột của nó thì sẽ màu giống nhau đi chang luôn. Màu trắng, màu đen thì nó sẽ có cái viền màu trắng nhìn nó khá là nổi bật. Còn con màu trắng thì cái ở giữa nó lại màu đen cũng rất là nổi bật luôn. Về phía bên hông thì chúng ta sẽ có thêm hai cái nút back và forward ở đây. Đó. Hai nút này thì được để vị trí cũng khá là thấp. Tuy nhiên thì khi mình sử dụng thì nó không hề cấn vào hai cái nút này các bạn ạ. Rất ít khi bị cấn tại vì cái nút này nó làm cũng khá là nhỏ và nó cũng thu vào trong. Phía bên tay phải của nó thì sẽ không có trang bị thêm nút nào hết, chỉ có bên tay trái thôi. Ở trên này cũng không có nút DPI. Đó, và chúng ta sẽ chuyển hết tất cả sang phía dưới. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái nút này là nút chỉnh kết nối này. Đó, chúng ta sẽ có cái cần gạt để mà chuyển sang giữa ba chế độ kết nối, đó là Bluetooth 2.4G và off, ở giữa thì sẽ là dùng dây. Bên này sẽ là chỉnh DPI. Cái fit của nó thì cũng khá là to. Fit này thì nếu mà các bạn đi kiếm ở ngoài thì cũng rất là ít. Ít khi thấy cái loại fit như thế này, fit to như thế này lắm. Chúng ta phải chắc là tự chế thì nó sẽ ổn hơn. Mắt đọc của con này sẽ là mắt đọc quang. Và như theo thông số của con này nó công bố thì mắt đọc con này sẽ là BitAd 3395. Đây là một cái con mà phải nói là rất là mạnh luôn. Một trong những cái con mắt đọc mà gọi là thuộc dạng top bây giờ đấy, chuyên để chơi game, đặc biệt là những cái game FPS. Ở dưới này chúng ta sẽ thấy một cái khay nữa, và cái khay này đó là chính là nơi để chúng ta có thể đựng cái receiver. Đây, cái receiver của con này giấu thì nó cũng khá là khó lấy. Đó. Và thường khi mình chơi game thì mình chỉ chủ yếu sử dụng là receiver thôi, chứ mình không có sử dụng cái Bluetooth. Bluetooth thì nó độ trễ của nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì dùng 2.4G thì sẽ cho cái thời lượng pin thấp hơn. Và chúng ta cần phải lưu ý là cái 2.4G nó sẽ dễ bị nhiễu so với lại con Bluetooth. Tại vì 2.4G thì chúng ta sẽ sử dụng, nếu mà sử dụng chung với lại các cái thiết bị wifi á, trong nhà thì nó sẽ rất là dễ bị nhiễu. Hoặc là nhiều thiết bị 2.4G cùng lúc cũng dễ gây nhiễu. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên mua thêm cái
cái cục dongle để nối dài cái thiết cái 2.4G ra ở phía trước con chuột thì nó sẽ tốt hơn. Về cái cảm giác cầm nắm của con này thì mình cho nó là khá là ok. Khi mình cầm vào thì nó sẽ thuộc dạng là kiểu cầm cloud hoặc là kiểu cầm finger, tức là cái mu bàn tay của mình sẽ không có chạm hẳn vào con chuột mà nó chỉ chạm những cái ngón tay hoặc là chạm một phần thôi, thì như thế này đó. Thì với những người mà sử dụng cái kiểu cầm finger hoặc là cloud cầm con này rất là ok nha. Và đặc biệt là cái trọng lượng của con này thì nó chỉ khoảng tầm xấp xỉ 50g thôi, rất là nhẹ, nhẹ hơn hẳn so với những cái con chuột truyền thống thì khoảng tầm 100g trở lên. Kể cả con Sublime của Logitech thì nó cũng khoảng tầm là 70g, nhưng mà con này thì chỉ có 50g thôi, cầm nhẹ như bâng luôn đó. Cầm hai con chuột này thì nó chỉ sợ là chưa bằng một con chuột bình thường nữa đó. Cho nên là các bạn lưu ý, nếu như các bạn thích chuột nhẹ cầm không mỏi tay thì hãy lựa con này nha. Còn nếu như các bạn mà các bạn thích một dạng chuột to đầm thì con này có lẽ là không đáp ứng được. Và cái chất liệu mà làm nên con này sẽ là nhựa nó hơi nhám một xíu chứ không phải là nhựa bóng. Với cái nhựa nhám này thì mình cầm có cảm giác nó bám tay hơn và nó sẽ không có bị cái kiểu mà bóng bóng, nó cầm nó hơi bị nhớp nhớp á. Cho nên mình rất là ghét cái kiểu đấy, cầm như thế này thì nó sẽ không có bị dính mồ hôi vân tay này đấy. Tuy nhiên thì cái kiểu như thế này nếu mà sử dụng màu trắng thì cái độ bám bẩn của nó sẽ nhăn thấy hơn nhá, rất là nhiều so với lại cái màu đen. Cái màu đen thì tất nhiên nó vẫn cũng bám bẩn nhưng mà nó sẽ khó thấy hơn. Chứ còn màu đen mà màu đen nhám nhám như thế này thì thực sự mình chỉ cần một thời gian ngắn thôi là nó đã thấy ố ố vàng vàng rồi. Chúng ta phải thường xuyên vệ sinh, nhất là những cái con màu đen như thế này. Tuy nhiên thì cái ưu điểm của nó sẽ là không có bị bóng, không có bị bám mồ hôi vân tay. Về cái mắt đọc, khi mà mình cầm con này lên mình cứ nghĩ là mấy cái thằng Trung Quốc này có khi là nó sẽ xạo mình. Nhưng mà mình đã mở ra rồi đó, mình mở ra xem luôn ở phía bên trong. Và thực sự là con này nó sử dụng pin ạt 3395 nha các bạn. Con chip pin ạt 3395 luôn. Và cái đặc biệt nữa là cái con này nó hai cái clip của nó nha, trái phải thì sử dụng là clip của Kai, mà con Kai này thì nó cho độ bền lên tới 80 triệu lượt nhấn. Đó, con Kai này phải nói là còn một trong những cái switch rất là tốt hiện tại rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái độ bền clip chuột trái phải cực kỳ cao rồi, một con mắt đọc quá là ngon. Với cái tầm giá này thì mình nghĩ rất là hiếm mà con nào mà có thể trang bị được cho chúng ta một cái cấu hình khủng khiếp như thế này. Về con Lam thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Con Lam này cũng hình như là của Hoano và nó có cảm giác lăn khá là bình thường, không có thuộc dạng là xuất sắc lắm. Êm của nó, khách lăn của nó thì rất là rõ ràng nha. Rõ ràng hơn nhiều so với những cái con chuột rẻ tiền. Hai nút bấm tiến lùi thì nó cũng khá là mượt thế thôi, chứ còn con này thì cũng không có cái gì đặc biệt hết. LED thì cũng không có, để mà tiết kiệm tối đa cái lượng pin. Đầu của nó thì cũng sẽ là đầu sạc Type-C thôi. Và cái thời lượng pin mà mình sử dụng con này thì nó sẽ rơi khoảng tầm là, nếu mình sử dụng khoảng 8 tiếng một ngày đấy, rất là nhiều đấy, thì sẽ nó khoảng tầm gần một tháng. Mình cũng rất là ấn tượng với cái lượng pin của con này, tại vì con này mình đang sử dụng nó dùng 2.4G thì nó cũng sẽ hao pin hơn nhiều. Và con này nó sẽ có hỗ trợ luôn cả phần mềm để chúng ta có thể macro, cũng như là chúng ta có thể set lại các nút và cũng như có thể chỉnh được cả DPI. Rồi nó còn có đặc biệt nữa là nó sẽ chỉnh được luôn cả cái leap of distance, tức là LOD, để các bạn có thể chơi game theo cái sở thích của mình. Đó, chỉnh từ 1mm đến 2mm nhé. Và cái nhược điểm của con này có lẽ là đến từ cái việc đó là cái trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ, cho nên nó sẽ không có phù hợp với đại đa số. Đó, những người nào thích chuột nhẹ mà hay chơi game nhiều, sử dụng nhiều mà muốn đỡ mỏi tay ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng con này. Và thứ hai thì là nó sẽ đáp ứng cho những bạn nào mà thích cái kiểu đối xứng. Đó. Còn những cái bạn nào mà thích kéo kiểu mà kiểu công tay học, chuột to để mà có thể nghỉ được cả ngón tay út lên á, thì con này sẽ không đáp ứng được. Nên các bạn lưu ý trước khi mua nha. Và có một cái nhược điểm nữa là cái phần mềm của con này thì nó không có phải là phần mềm của những cái con chuột xịn sò, cho nên thì nó sẽ không có được thiết kế đẹp mắt cũng như là không có nhiều chức năng lắm. Và theo mình nghĩ thì với một con chuột tầm giá dưới 1 triệu thì chúng ta chỉ cần ưu tiên một cái cấu hình khủng khiếp như thế này là ok rồi. Chúng ta không cần thiết về những cái râu ria khác làm gì. Và cái hãng này cũng sẽ hỗ trợ bảo hành cho chúng ta một năm, cũng khá là ok. Ngoài ra thì em này còn có hai cái phiên bản nữa, đó là phiên bản màu tím và màu đỏ. Hai cái màu này thì nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đắt hơn một xíu thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Nếu mà bạn nào yêu thích màu tím lavender, màu tím nhạt ấy, hoặc là màu đỏ thẫm, màu đỏ kiểu đúng theo cái kiểu phong cách đỏ, đỏ máu ấy, thì đấy, đây là những hai cái màu mà có lẽ các bạn nên tìm, tại vì nó cũng có cái hai cái màu này thì nó sẽ ít hơn là màu trắng và màu đen.
Và về cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng con chuột này nha, thì theo mình đây là một con chuột xứng đáng trong tầm tiền luôn á. Mình sử dụng để chơi tất cả các loại game từ bắn FPS hay là những cái game RGB hoặc là MMO gì rất là ok hết nha. Về cái độ chính xác của nó mình nghĩ là nó sẽ còn chính xác hơn cả những cái con mà sử dụng bằng dây luôn. Trong tầm giá 5-600 ngàn chưa chắc đã lại con này luôn. Mình đã sử dụng và thấy nó cái độ chính xác của con mắt đọc này cực kỳ tuyệt vời. À, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em hai con chuột chắc xác X3. Và anh em nghĩ sao về em này với cái tầm giá khoảng tầm 8-900 ngàn. Nếu mà anh em có ý kiến gì về em chuột thì hãy cứ comment trong phần bình luận nha. Còn nếu mà anh em muốn biết thêm thông tin cũng như là giá bán cụ thể của em này thì mình có để link trong phần mô tả đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Một Gear đấy. Bye bye!